Hello, xin chào tất cả các bạn thân mến, mình là Minh và chào mừng các bạn đã quay trở lại với channel của mình kính cẩn. Thì đúng ra hôm nay thì sẽ có clip art cho các bạn xem, nhưng mà rất là xin lỗi các bạn về một cái sự cố là sau khi tính toán của mình và Huy lại thì cái bắt con mực đó không phải cần chỉ có 20 mấy viên Black Pearl là đủ, mà nó phải cần tới gần 100 viên cho những cái con mực level max. Nếu mà tính ra thì nếu mà muốn bắt mình phải có tầm 70 viên hoặc 80 viên mới đủ. Chứ theo thằng Đắc nó tính chỉ có 20 hoặc là 30 viên là không có đủ, tại vì server ở đang chơi là nhân 20. Còn server của mình thì đang rất là ít nhân, cho nên là nếu mà chơi nó tính 20 là thật sự là không có đủ để cho chúng ta có thể bắt con đó. Đó cho nên là mình hôm nay là nếu mà cái tiến độ mình là mình không có đủ black pearl để mình chơi rồi. Cho nên là mình sẽ quay clip Overwatch cho các bạn xem đỡ buồn ngày chủ nhật. Rất là xin lỗi với các bạn là hôm nay clip art sẽ không thể ra được vì cái số lượng ngọc trai đen của mình là chưa đủ để chúng ta đi tâm bên con mực. Ok không? Đó, và một cái sự cố nữa là hôm nay game nó update rất là nhiều, cho nên là team mình không có đủ thời gian để quay. Đó, mà sáng nay tính quay nhưng mà máy của Dark thì đã bị full ổ cứng. Còn Huy thì 9 giờ phải đi rồi. Nhưng mà cái game nó update nhiều quá cho nên là up tới 9 giờ cũng chưa xong, cho nên là Huy cũng chưa chơi được luôn. Đó, rất là tiếc là cái sự cố hôm nay có rất là nhiều sự cố. Cho nên là đành phải hẹn với các bạn là cái tập bắt mực có thể là nó sẽ trễ đó. Tại vì farm 100 viên, 7-80 viên Black Pearl nó không phải là đơn giản đâu. Tại cái số lượng nó rất là ít. Cho nên thôi, xem Overwatch ở đi ok. Rất là sorry các bạn, đây là một cái tình huống mà mình không thể làm gì hơn. Ok không? Lâu rồi cũng không quay Overwatch cho mọi người xem, cho nên là hôm nay hôm nay mình sẽ quay Overwatch. Ok. Làm ván, làm bài ván cho anh em xem đỡ buồn ha. Sao cái gì mà Shida thuê? Chắc là mình sẽ mời chơi không. Mình sẽ mời một số đồng minh vô chơi chung cho nó vui mà. Hôm nay anh em thi chưa? Hôm nay sẽ có người thi rồi và sẽ có người bắt đầu thi vào ngày mai. Cho nên là bạn nào chưa thi thì mình chúc các bạn sẽ thi tốt nha, ok. Thôi, bây giờ mình sẽ chơi đây. Chơi tới các bạn ơi. Quên thông báo các bạn luôn là hôm qua em mình đã chơi cái game này và nó đã lên được rank vàng rồi. Tức là mình đã thoát khỏi cái kiếp bạc đoàn si cúp rồi. Và mình đã lên được cái kiếp gọi là bạc vàng rồi. Trở lại rồi, thành tích trung bình đó. Vàng thấy không? Đang để coi cái mùa này có thể lên được kim cương hay không. Không phải kim cương, bạch kim, còn kim cương chắc không dám mơ tới đâu. Kim cương thì 3k mới đủ, mà 2k rưỡi là lên cũng chạy chật luôn rồi. Nên là thôi, bây giờ chúng ta chờ trận ha. Bam 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 bam. Ôi, hồi nãy giờ mình không biết là mình có mở 60 FPS không nữa. Ôi, nó không cho mình xem. Thôi kệ đi. Traveling to Hanamura. Cái này là chưa phải là tìm game mà nó đang vô trận cho chúng ta chơi trong lúc chờ đợi thôi, chứ chưa có game đâu các bạn. Có nhiều ông kêu mình chơi Widowmaker đi thì trận này game này mình sẽ cố gắng chơi thử Widowmaker, nhưng mà nói trước là mình chơi rất là tệ nha. Mình chơi Widowmaker hả? Thôi gọi là nát game lắm á. Cho nên là ông nào mà xem tôi chơi Widowmaker mà Sida quá thì đừng có ném đá nhá. Ok không? Ủi pha ra. Mày chết với bố. Hên thôi, cú đó hên thôi các bạn. Mình là dám cá với các bạn là cú đó hả? 10 năm mới có được một phát cú đó. Hello. Thấy không? Cái này không phải là tôi rồ mà tại vì con mì nó di chuyển dễ đoán quá. Chứ không phải là tại tôi rồ, ok. Tôi chơi con này rất là tạ. Fuck. Có game rồi. Có game rồi các bạn. Ui.
Để coi trận này mình đánh attack hay là mình defend nha. Nếu mà attack thì có thể chơi Widow thì nó đỡ tạ hơn. Còn nếu mà defend thì tôi không dám chơi Widow, tại vì Widow chơi rất là dễ bị thua. Để coi như thế nào, chúng ta sẽ bên team nào đây. Slot cái lâu vậy. Game là hổm gà của mình không biết bị gì nó lâu quá. Sao cái bữa fail tôi có nát vậy? Fuck. Tôi phải tắt cái tắt cái này đi. Ghét cái này lắm. Cứ mỗi lần nó tìm trận là nó cứ bay bay. Ôi, fail tôi có nát hồi sáng giờ hình như server nó bị cái gì á các bạn ơi. Hồi sáng giờ cái server nó bị cái gì á mình cũng không biết nữa. Vừa lag mà vừa disconnect được các kiểu sida quá. Hiện tại thì level của mình đang là cấp 372 và còn khoảng 28 cấp nữa, 29 cấp nữa là mình sẽ lên được 4 sao, tức là 4 sâm, cấp 400. Và lên được 600 thì các bạn sẽ được qua cái khung bạc. Nãy giờ quên bấm. Hy vọng là vô được, nếu mà không vô được thì thôi sắp mặt lờ luôn. Là hôm nay không có quay được Overwatch luôn, cái mạng của nó đang bị vấn đề gì đó. Không biết nữa. Yes, go game. Come on baby. Now entering the temple of Anubis. Yeah. Cuối cùng thì cũng vô được. Defend map này thì mình sẽ không chơi được Widow. Defend map này Widow không có chỗ để bắn. Cho nên là mình sẽ chơi một con hero khác. Có nhiều bạn hỏi mình mua vũ khí vàng của con gì thì nói luôn là mình đã mua vũ khí vàng của Hanzo. Team này thì có đam quá trời đam rồi và có tăng rồi, có lẽ là mình sẽ bích heal. Mình sẽ bích heal và có thể là mình sẽ chơi Mercy. Mercy là một cái con hero mà mình rất là thích ở trong cái nhóm support của game này. Có thể gọi là thích nhất luôn á. Tại vì hả, heal rất là phê. Mà lại đẹp nữa. Không biết có ai heal thích Mercy giống tôi không. Mặc dù Mercy thì cái khả năng phòng thủ của nó rất là kém. Nhưng mà mình thích thì mình chơi thôi các bạn. Cho bạn nào chưa biết luôn là khi Mercy bay trên trời thì các bạn đẻ nút space thì Mercy có thể bay bay tầm đáp chậm chậm xuống á. Đẻ nút space nha các bạn. Bởi vì mà khi nó bay chung với Pharah thì nó bá đạo cực kỳ. Mình sẽ kết hợp với các bạn cho các bạn xem cặp đôi Mercy Pharah nó bá đạo như thế nào. Cặp đôi này có thể bay vĩnh viễn trên trời và không cần đáp xuống luôn đó. Một chút mình sẽ cho các bạn xem. Sẵn tiện hôm nay có Pharah, mình sẽ cho các bạn xem cặp đôi khó chịu nhất Overwatch là như thế nào. Bay lên đi Pharah. Pharah này, có một gì? Có con quỷ Widow. Đó, các bạn thấy không? Mình chỉ cần bay, mình heal thôi. Pharah này hơi nhát, Pharah này có Widow, nó không dám bay. Chứ nó mà bay hả, là nó thiệt chứ. Heal sướng luôn á. Ê, có mày, cứu tôi, ê. Cứu tôi chứ, trời ơi, Zurat, chán quá. Chơi Mercy thì các bạn phải có đồng đội, nó biết cover mình tí chứ. Đồng đội mà nó ngáo đá quá thì chơi Mercy cũng nát lắm. Đó, phải có đồng đội nó biết bảo kê mình tí thì nó khỏe. Như một pha hồi nãy Zunrat chơi không biết làm cái trò gì, tự nhiên nó đứng nó nhìn mình cả buổi trời luôn. Khá là buồn đấy. Pharah kìa. Pharah này không chịu bay. Pharah này hả, sợ Widow quá, nó không dám bay. Tội lỗi thiệt. Pharah mà không dám bay là một tội đồ rồi. Ôi trời ơi, team gì đâu chết nhiều thế. Kiểu này nát rồi. Đấm gì đây. Ê. Nguy hiểm lắm. Thôi, lại này.
Ông Su bố si thao kìa. Thôi thôi xong rồi. Ừ thì quá nó chưa chết. Ê cứu nó cứu nó cứu nó. Ừ thì quá. Cố lên các anh em. Mình tin là các anh em sẽ làm được mà. Pharah kìa. Bay lên với Pharah nào. Chờ mọi người thấy bài vĩnh viễn này như thế nào chưa. Ê có Widow. Không nên lượng ẩu lên trời làm gì. Oh man, what? Ờ hay quá. Hên là hả có ra hóc. Ôi trời cứu không nổi ra hóc luôn. Hiêu lên, hiêu lên, hiêu lên. Ê, ê trời. Trời em bay kiểu này sao anh hiếu. Em bay ẩu thế. Ê, ê, nó vô nè mấy ông nội. Trời trời đánh gì vậy. Đánh kiểu hả, bất cần đời à. Ôi trời trời có video. Ôi trời 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 trời. Ôi trời đánh cái gì mà hả. Có video thấy không. Trời nó đứng kiểu đó thì thôi. Chứ chắc tôi hết dám bay rồi. Ôi hay quá. Có cái này là đỡ khổ lắm. Có cái tele của bạn gì thì khỏe. Khá là khỏe. Mình có ulti rồi. Ê man. Gì vậy man. Ồ xe hơi kìa. Ơ đứng dậy. Cố lên các bạn đừng chết chứ. Mình có trụ hồi máu ở đây cho các bạn. Mà các bạn để chết thì thôi. Cố lên các bạn. Quẩy nhiệt tình lên. Ôi trời trời trời. Nội sao đi xa dữ vậy. Ôi ôi ôi. Có Widow đứng trong kia. Nãy giờ cứ quên nó hoài. Nó đứng trên kia nó mang mình hoài. Con quỷ Widow. Team mình không ai giết được nó sao. Ok tớ heal cho cậu đây. Ê trời heal cho Pharah mà quên mất mấy kia. Ê ê đi đâu vậy. Tự nhiên tớ heal cho. Cho cậu tí đam này. Oh, Hanzo. 60 giây nữa. Chúng ta sắp câu ti rồi. Để mình sẽ build. Ơ. Mình sẽ build cho đồng đội mình tí để mình lấy câu ti nhanh nhanh tí nè. Widow nó còn trên đó không ta? Trời ơi. Ơ cái gì vậy? I need healing mà cứ bay kiểu đó thì thôi chứ. Ừ được lắm. Hạ nó đi, hạ nó đi. Tới bút giáp, tới bút đam cho cậu này, hạ nó đi. Heroness và die. Tính này và die mà nó bay qua luôn. Đứng dậy. Cái thời khắc này là không có ai chết được hết đó. Ê, cái gì vậy? Cái gì vậy? Cái gì vậy? Câu làm gì vậy? Thời khắc này là không có ai chết được hết đó. Đúng rồi, hay lắm các bạn. Hay quá, team mình win rồi. Chơi hổm rài mới có được trận win á. Khổ thân. Team mình bích đẹp quá mà. Đủ tăng luôn. Bác này già rồi, bác này vì vương được rồi. Trời diễn play mà game nữa hả trời. Xàm vậy. Trời không được lên. Không được lên bảng vàng luôn hả. Oh shit. Có lẽ trận này tôi heal hơi ít. Team bên kia không biết nó còn chơi không hay là nó quit đây. Yeah ván đầu tiên. Tôi thích đẩy xe hơn. Tôi chơi thì tôi thích đẩy xe hơn là chiếm point. Chiếm point căng não lắm. Hy vọng là ván tiếp theo chúng ta sẽ được đẩy xe. Hay là chơi ở attack đây cũng mất bán luôn rồi. Ờ vô rồi kìa. Attack. Ngon ngon ngon. Vậy là tôi có thể bích Widow để test cho mọi người xem cái khả năng tạ của tôi. Chưa chắc là sẽ chơi được đâu. Tại vì nó đang waiting player kìa. Nếu mà không đủ người thì nó sẽ thoát ra nó tìm dẫn mới á. Video ở đây thì được cái map này nó móc bên đây nó đứng nè. Được cái vị trí đó. Chú.
Widowmaker. One shot, one kill. Có ai ở đây không? Cho tôi tỉa phát. Boom. Oh, cũng được phát. Oh, cũng được phát. Boom. Mày đứng hả? Mày ngồi hả? Mày ngồi. Double kill. Cái vị trí này bắn ngon thật chứ bộ giỡn hả? Cái vị trí đó bắn thơm lắm, nó view vô được toàn cái map phía trong luôn mà. Nhưng mà với điều kiện phải bắn arm tốt tí. Widowmaker. Bích lệ đi các bạn ơi, cái gì mà sao thoát game sùm vậy? Hàn Quốc, quá trời Hàn Quốc luôn. One shot. One shot. One kill. One kill. Hey. Hello. Chiu. Đó. Cho ông nào chưa biết cục này cục gì là khi mà các bạn đặt cái này qua mà khi mà tụi địch nó đụng nó đứng gần á là cái này nó sẽ phát nổ và nó sẽ kéo máu giống như độc vậy đó. Bị dính độc. À, cái này nhìn cũng đẹp lắm á nha. Messi, Messi. Salut. 30 giây nữa thì trận đấu sẽ bắt đầu, mà team mình như nó vẫn đang bích cái gì đây nè. Ồ, đây là Gen Z Uprising. À thì cái đợt trước mình rất là xui là mình không có được cái skin này. Không có được cái skin Gen Z. Chỉ được Tracer, Top Zone. Đó, hai cái skin đặc biệt nhất thôi. Hello, Phan Phan. Phan Phan à, ông nào vậy? Thôi mình mút hết cho lành. Ok. Thôi. Vô rồi các bạn. Hy vọng là có thằng nào ở đây để mình quất nó luôn. Hanzo nè. Hanzo nè. Mình biết ngay là cái thằng Hanzo nó hay đứng trên đó. Ôi trời, cái này móc Sida vậy. Mày. Ôi, ê, có Top Zone. Yeah, bắn được chủ Top Zone rồi. Vô đi anh em. Mày. Ra đây, ra đây. Mày hả? Trúng rồi. Mày hả? Heal em cái Anna ơi. Người em xin đôi của chị nè. Woo, lên rồi. Tình trèo lên điền nuôi cả. Fuck Hanzo. Tại sao mày lại trả thù tao bằng cái mũi tên định mệnh đó? Ngay đầu luôn thì phải. Mua. Khốn nạn thiệt. Mình đang bắn cái con quỷ kia thì bị nó úp sọt. Thiệt là đau buồn. Ở cái hàng tiền đạo của nó đây bể rồi. Giờ mình vô đây mình bắn thôi. Mày. Ôi trời ơi, anh bắn như cứt vậy anh Minh. Anh làm vậy mà anh xem được hả anh Minh? Phúng cục cứt ra. Đó, thằng nào đạp là anh sẽ bị dính độc của mình liền. Ok không? Đó, mình sẽ đứng đây mình am với team mình. Thật là dễ thương. Thật là một địa điểm ngắm thật là đáng nhớ. À, kiểu này chắc team nó nát rồi. Kim nó ra không kịp rồi. Hello there. Ơ trời, nó bay ra nó dính trap của mình luôn kìa. Đặt tiếp cái trap nữa. Ôi trời, bị con quỷ kia nó phá. Mày. Chạy đi đâu hả cưng? Chạy đi đâu hả cưng? Con khỉ. Rồi. Hello khỉ. Ý chủ cứu tôi. Nick healing. Con khỉ năng hiếp tôi. Mày thật khỉ. Ôi chủ chủ chủ. Khỉ mạnh quá. Chạy. Khỉ mạnh quá. Ý trời ơi, bị khỉ nạp diêm à. Quỷ khỉ, nhớ mặt tao. Nhớ mặt tao cả nha. Ồ, tụi nó bay ngoài kia kìa các bạn. Vui ghê không? Đứng ngoài đó đi, chơi với tao. Bấm cái độc ra đi. Ồ, destroy luôn ghê vậy. Ôi trời ơi, mình đang bắn mà sao bạn đứng trước mặt mình, bạn mất lịch sự thế. Thế này thì ai bắn được? Trời ơi, đùa với tôi hả? Bắn 3-4 viên mà chúng con viên.
Ôi trời ơi, trời trời, 76 nó ulti. Thôi chạy chạy chạy. Trap ở đây cái. Ôi làm gì team mình ra không được luôn vậy trời. Mày dính. Hay lắm. Ra đi team ơi. Team nó hả, làm sao mà chịu nổi. Ok. Rồi đứng đây nè. Mày. Trời. Mày hả? Mày đùa với hả? Bác à. Hay lắm. Hay lắm. Trap phát. Ôi trời, trap ngu thế. Sao chơi ngu thế anh Minh? Có ai đây không? Mày hả con khỉ địch. Mày hồi nãy mày giết tao. Mày hồi nãy mày giết tao nè. Mày nè 76. Hanzo, Hanzo, Hanzo. Hanzo hả? Ôi, 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 chạy, 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 chạy. Heal tôi quá, heal đâu rồi? Những đàn em. Má con khỉ. Những đàn em thân yêu của mình đâu rồi? Sao không ai heal cho mình vậy? Mình sẽ chơi một mạng nữa. Khi mà mình chết mình sẽ đổi qua hero khác. Mình sẽ đổi qua cái gì ta? Chưa biết. Nhưng mà thôi, cứ chơi thêm ván nữa đi. Một hai ván nữa cũng được, tại vì chúng ta còn tới 5 phút mà. Mày hả? Con quỷ Lucio không ưa nó thiệt chứ. Trap ở đây một cái. Ơ trộn con khỉ lại lao ra nữa kìa. Cứu tôi. Mày hả Anzo? Ơ dính cứt nè con. Oh yeah. Ê, trời ơi MC. Thôi mình đổi con khác đây. Guido nãy giờ là thể hiện đủ ở map này rồi. Bây giờ là mình sẽ chơi qua một hero khác. Giờ Reaper được không? À, Reaper được không? Hay là mình chơi qua Zundrat hả? À, hay là mình chơi qua Diva? À, chơi gì đây các bạn? Hay là mình chơi qua Tracer? Tracer cũng được. Tracer có thể quấy rối được đội hình của nó, cũng vui á. Thử đi. Chúng ta còn 4 phút mà. Úi, con quỷ. Con quỷ. Mày biến hộ bố mày cái. Đừng hòng rớ được vào người của chị mày. Ok không? Nó chạy đâu rồi? Quỷ khỉ này đúng khốn nạn luôn á. Khó chịu phải cứt. Woohoo, nó nữa kìa. Mày quẩy hả? Thấy mày quẩy hơi nhiều rồi đó khỉ ơi. Anh thấy mày quẩy hơi nhiều rồi đó. Ủa sao? Vụ gì? Vụ gì? Em muốn gì? Heal, 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 heal cho tôi cái. Ủa heal đâu rồi? Trời ơi, team này thiếu heal rồi, chắc là bán xong mình sẽ bích heal thôi. Ơ. Ơ, trời ơi. Ơ, 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 chị làm gì? Làm gì vậy? Yes. Hay lắm, chiếm point đi các bạn. Gây khó chịu cho nó đi. Ơ, trời. Sao lại có con Hanzo nó chụp mình hoài vậy? Con Chaser có thể vô quẩy cái đội hình của nó được á. Tại vì đội hình của nó không có con nào có thể am được con Chaser của mình hết á. Chỉ có con quỷ Hanzo với con khỉ thì nó hơi hot chịu thôi. Ờ nó vẫn còn chọn khỉ luôn kìa. Bá đạo chưa? Ôi hay nuôi kìa, thôi máy bay. Anh chạy trước. Ờ hay nuôi bị phá luôn mới nhục chứ. Con nào búp giá vậy? Ăn cứt nè con. Ôi trời ơi, không chết hả? Đâu vậy? Hello man. Woohoo. Ôi trời ơi, chết mẹ rồi. Có top zone A mình được rồi. Có top zone và có cả con khỉ thì mình không thể sử dụng Tracer được nữa. Có thể là mình sẽ sử dụng Lucio. Team này không có heal rồi. Chơi mà đổi hình liên tục. Không có trách nhiệm gì cả. Mình sẽ cầm heal. Tiêu không có heal sao chơi. Đây đây đây, tôi heal cho anh đây. Lên đi anh. Đừng lo. Máu cứ để tôi lo. Chơi đó. Bộ lao. Nó bày như là
Mày giỡn mặt hả? Một đống vỡ Mobi. Thì nó hết rồi tím. Ô tim mình nó vô đây rồi hả? Ghê vậy, đại ca nào hack vậy? Oh man. Thôi không được, không được, không được, không được, không được, được, không được, được. Lên, 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 chạy, chạy, chạy. Chạy đi tím. Đùa với nó chứ. Nó khó chịu ghê không? Giọt. Hồi máu cho tăng cơ nào. Quẩy nó đi, quẩy nó đi, đúng rồi. Đúng rồi, hay lắm. Cố lên, cố lên, cố lên. Vô, vô, vô. À, trời ơi, đâu con rồng bay ra vậy? Hồi máu. Mày. Ừ, mày. Ôi trời ơi. Ôi trời ơi, khó chịu vậy. Ôi trời ơi, khó chịu vậy. À. Chích mồ chỉ còn có năm mấy giây, không lẽ thua sao? Trời ơi, tim thằng kia nó bỏ hiêu hồi nào mình không hay luôn á chứ. Nói chi mình hay thì đỡ. Cố lên, cố lên, cố lên, cố lên. Chúng ta chỉ còn 40 giây thôi. Các bạn ơi, đừng có đánh như vậy nữa. Đừng làm nỗi đau thêm dài nữa các bạn ơi. Ôi trời, hay quá. Hay quá. Lên đi. Lên đi bạn châu châu nước ơi. Đúng rồi. Ôi trời, nó hung tôi kìa bạn ơi. Tôi đây nè. Quẩy lên. Trời ơi, quỷ kia nó máu ti luôn rồi. Mệt mỏi rồi, mệt mỏi rồi. Chạy, 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 chạy. Thua rồi, thua rồi. Trời ơi, Guido đâu có vô point được. Phara cũng không có vô point được. Cho nên là nát. Uổng quá. Oh shit. Cả một tháng một thua cũng được. Con khỉ mình nó chơi tốt ghê. Ok rồi, về tập này mình sẽ chấm dứt tại đây. Và hẹn gặp lại các bạn ở tập tiếp theo của series cùng chơi Overwatch nha. Và còn Ark thì mình sẽ hẹn các bạn sau khi mình lụm đủ số ngọc chai đen. Bây giờ mình sẽ vô mình lụm với team mình đây. Và chiều hôm nay thì có thể là sẽ có thêm một cái tập cuối của Tour de Moon nữa các bạn. Ok, xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những clip tiếp theo của mình. Bye bye.